Hello, Xin chào, tôi là my name is Patio Patio Tambue. Tambue. Tôi đang chơi cho câu lạc bộ I'm Dược Nam Hà Nam football Đênh player ở for vị trí Nam tiền Ninh đạo. club. Now I Vấn đề understand lớn nhất của everything for the tôi đối team, với đội bóng lúc này chính là việc and tìm kiếm I bàn try thắng. Bạn biết đấy, nếu to bạn là một looking cầu for thủ score. My hay là problem một tiền is I đạo need to make mà score trong nhiều to trận make đấu liên everything tiếp không out. ghi bàn thắng You nào know, thì when đó you là are vấn a đề. player, when you are a Tự striker bạn sẽ and cảm you thấy bị don't áp make lực khi biết score rằng for rất some nhiều người hâm game, mộ đang chờ đợi you bạn ghi have bàn. pressure for yourself. We Vấn have đề so của đội many bóng young chúng tôi player lúc for this này team. They là don't có have quá nhiều cầu thủ experience. trẻ, not kinh nghiệm. You can Nhiều khi finish 90 phút thi đấu 90 đã hết minutes. mà bạn không nhận được một đường You chuyền nào. don't Tôi nhận receive thức any được pass. chúng tôi có nhiều cầu thủ But trẻ for me, và huấn it's luyện viên okay Nguyễn Văn because Xi we đã have a chỉnh young sửa cho player họ mỗi and ngày để giúp cho họ we tiến bộ correct hơn. every day, every day. I can say it's a different Khi đến style Nam Định, because vị trí của tôi you cũng know có sự every thay coach đổi so với khi tôi chơi ở Cần have Thơ. some style. Nếu ở Cần Thơ, tôi được chơi tự do, lo thu And hồi bóng và phát Canto, triển bóng lên trên cho các đồng đội, I'm free player. thì ở đây tôi I'm chơi the ở vị one trí cao who nhất và chờ try bóng. to make the team Tất to nhiên ở play đâu thì bạn to phải theo collect đó. the ball everywhere. Mỗi huấn But luyện when I viên có come một cách here, vận hành lối chơi riêng và ý đồ riêng của I họ. play like Việc của top. bạn là phải tuân thủ ý đồ I của huấn don't luyện play viên. behind. Nhưng So quả thật là lúc đầu nó cũng khiến tôi gặp chút ít khó khăn và cần thời gian để quen difficult với vị trí mới. style. But because striker, Vì you bạn biết must đấy, have tiền đạo thì received phải nhận many được nhiều ball, bóng, ít like nhất cũng phải two, hai ba cơ three. hội trong một trận So đấu. if you Nếu have không thể tận three, you dụng can thành make công two được or cả you can make ba, one. thì ít nhất But cũng có thể when a được game một lần thành finish, you công. don't receive Còn tôi any chạy lên rồi chance, chạy về theo bóng and trong you suốt cả just trận đấu running behind mà the không ball có lấy được and một cơ ball hội is not easy thì rất khó khăn cho chúng for me tôi. and him. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Xĩ But hiểu rất rõ vấn đề này. Ông ấy biết I, chúng tôi Coach là Van cầu thủ Si tốt, really believe nhưng to chúng tôi us. cần bàn thắng. We are Đội good cần chiến player. thắng mới chứng minh được điều đó. We need to win to show how we are good.